Alo rồi. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh kiểu bóng văn Khánh. Thì uh, đây sẽ là video đầu tiên mình lên cho anh em trong ngày hôm nay. Thì uh, trước khi lên những uh, mã kèo đầu tiên cũng như là những thông tin về các trận đấu uh, trong ngày hôm nay thì uh, anh em hãy cùng mình điểm qua hai trận đấu mà mình đã lên cho anh em vào uh, buổi chiều và uh, tối qua. Thực sự thì ngày hôm qua cũng không có nhiều trận đấu để mình làm cho anh em vì thông tin về uh, các mã kèo trận đấu ở trên tất cả các trang uh, uh, bóng đều uh, nó không đưa ra sớm nó đưa ra rất sát giờ bóng lăn cho nên là mình không đưa những mã kèo cho anh em nhiều ở những trận giao hữu trên kênh của mình ở uh, trận đấu đầu tiên uh, mình muốn làm cho anh em ngày hôm qua đó là nilone gặp everton thì mình nói rồi nếu trường hợp mà everton chấp uh, với uh, kèo hai hòa thì anh em hãy đi đội chủ nhà cho mình và đi tài. thì nếu trận đấu này mà anh em nào đi uh, chủ nhà và đi tài thì là hòa kèo nhé anh em nhé. còn với những anh em nào mà nhắn tin cho mình thì hôm qua thực sự là cũng uh, thua mất kèo uh, Everton. với những trận giao hữu thì uh, như anh em đã biết là nó đá rất khó để nắm bắt được nắm uh, bắt được chiến thuật của ông huấn luyện viên rất khó để uh, Đưa ra những mã kèo nó khả năng xác suất ăn cao cho anh em thì uh, mình sẽ cũng uh, không làm nhiều về những trận giao hữu mình không làm nhiều về những trận giao hữu mà mình sẽ làm các giải vô địch quốc gia vẫn còn đang đá cho anh em thì hôm qua mình có làm cho anh em trận đấu ở giải vô địch quốc gia Iceland giữa thằng ở uh, Dunin gặp thằng Defog thì uh, như anh em đã biết mình nên cho anh em ba mã kèo thì uh, kết quả cuối cùng là 1-3 nhưng anh em làm đầu tư trên video của mình thì ăn full hết cả ba mã anh em nhé thì uh, mình như mình đã nói thì mình sẽ cố gắng làm cho anh em nhiều mã kèo hơn ở các giải đấu châu âu mình rất, sẽ rất hạn chế làm ở giải giao hữu cũng như là những giải ở châu á châu á thì gần như mình rất ít khi làm thực sự là bóng châu á thì nếu mà anh em nào chuyên chơi xỉu đầu tư vào xỉu thì có thể chơi bóng châu á được và mình khi mình lên kênh thì đa số những anh em đa số đa số phải nói là đa số thì anh em hướng đầu tư vào kèo tài và trên nhiều hơn tâm lý của những người chơi sẽ là đầu tư như vậy thì mình sẽ cố gắng gắng uh, chọn lọc những trận đấu mà khả năng nổ tài cũng như là kèo cửa trên ăn cao thì mình sẽ lên cho anh em rồi tiếp theo thì hôm nay mình sẽ đậu, ở video này thì mình sẽ tổng hợp cho anh em ba trận giao hữu thôi có ba trận ở ba câu lạc bộ ngoại hạng Anh thì uh, ở trận đấu đầu tiên mình muốn làm cho anh em mình muốn đưa thông tin cho anh em đó là trận đấu giữa thằng uh, Getafit uh, uh, gặp Newcastle ở trận đấu này thì nó sẽ diễn ra vào lúc mười giờ anh em nhé thì uh, với thằng uh, uh, thì uh, nó là một đội bóng thuộc giải hạng 2 thuộc bóng ở giải hạng 2 anh em nhé và ông huấn luyện viên của câu lạc bộ này uh, là một cầu thủ cũ của Newcastle và lần này thì ông sẽ có cơ hội được uh, gặp lại đội bóng cũ trước đó thì uh, ông huấn luyện viên uh, này đã dẫn dắt thì uh, đội bóng này đi đến chức uh, vô địch của Nick Not mùa 21-22. Xin lỗi anh em vừa mình nói là cái câu lạc bộ này là một câu lạc bộ nó đá thuộc giải hạng 5 anh em nhé, chứ không phải là à, hạng 2 đâu ạ, không phải là hạng 2 đâu. Ở trận đấu này thì uh, Diukatsou thì nó sẽ có một đội hình vượt trội so với uh, Getafe. Vào mùa tới thì Newcastle sẽ tham dự đấu trường uh, Champions League, một bất ngờ khá lớn ở mùa giải Premier League 2022-2023. Thì uh, ông huấn luyện viên Eddie Hope này nói chung là ông này là một người uh, khá là hay khi dẫn dắt một đội hình nói chung những cầu thủ của Newcastle ở mùa vừa rồi thì cũng thuộc dạng cầu thủ nào tốt thì cũng thuộc dạng khá thôi khá và trung bình khá nhưng ông đã gắn kết được một đội bóng Newcastle, một đội bóng uh, mới được các ông chủ Ả Rập đầu tư. Ở mùa tới thì Newcastle chắc chắn sẽ được đầu tư rất nhiều, rất nhiều anh em nhé. Về thông tin những con người trận đấu này thì uh, như mình thấy ở đây thì uh, Lewis Canlay và Enis Forbes của Get Shear sẽ không ra sân ở trận đấu này. Những bản hợp đồng mới của họ đó là Boti, Francis hay là Zudiger hay là Quinlan, Jordan và Mert sẵn sàng ra sân từ đầu. Bên phía Newcastle thì uh, ở giai đoạn trước mùa giải thì uh, thủ môn Nick Pope chấn thương. do à? uh, đâu cầu thủ, uh, Nick Pope chấn thương, Joe Winnock uh, cũng chấn thương đùi, Cát chấn thương cơ nêu quyết đầu gối chỉ uh, hiện tại thì như mình thấy chỉ có hai gương mặt đến uh, newcastle ở đầu mùa là, mùa hè này đó là tiền đạo người gambia mitech và những cầu thủ như Isaac hay Golden hay là Amazon thì chưa góp mặt ở trận đấu này Cho nên mình đánh giá ở trận đấu này thì Newcastle họ có thể ra sân với một đội hình dự bị anh em nhé Một đội hình dự bị thôi Cho nên là để đầu tư vào trận đấu này thì rất là khó để để có thể đưa ra nhận định kèo trước trận đấu với một khoảng thời gian xa như này Hiện tại thì về thông tin đội hình ra sân như ở đây thì mình cũng có nhưng mà nó toàn là cầu thủ dự bị thôi. Còn đội hình uh, chính thức thì uh, phải chờ trận đấu, chờ trận đấu anh em ạ. Như anh em thấy ở đây thì phong độ hai đội gần đây thì uh, với thằng uh, chủ nhà Kesria thì uh, 5 trận đấu gần nhất nó thắng 3 trận, thắng 3 trận, thua 2 trận. Nói chung là với một đội bóng hạng 5 thì khó nói lắm anh em khó rất khó đá cũng không biết đường nào một lần nó thực sự là một đội bóng yếu rồi còn với Newcastle thì 5 trận đấu nhanh em thấy ở giải ngoại hạng Anh nó chỉ thắng được đúng một trận thôi trước trận đấu đầu tiên ở tiền mùa giải này trận thắng trước Bình Tơn 4-1 và nó hòa đến 3 trận và thua một trận trước Arsenal Và mình thông tin thêm cho anh em thì uh, màn so tài ở giữa hai đội trong trận giao hữu mùa hè năm ngoái đã có tới 6 bàn thắng được ghi. Với tính chất của trận giao hữu thì uh, khả năng cao có thể trận đấu này cũng có nhiều bàn thắng anh em nhé. Và ở trận đấu này thì uh, mình dự đoán là cửa tài, cửa tài và Newcastle sẽ giành chiến thắng. Quan trọng là Newcastle sẽ thắng bao nhiêu? ở mùa giải năm trước thì Newcastle giành chiến thắng với tỷ số 5-1. Ở trận đấu này thì uh, mình dự đoán tỷ số cũng sẽ là 1-3 hoặc 1-4 thôi. Anh em nếu mà cần những mã kèo ở trận đấu này thì uh, sát giờ bóng lăn, sát giờ bóng lăn nhá. Vào lúc 18:30 có thể nhắn tin cho mình để lấy những mã kèo về trận đấu này. Rồi tiếp theo thì sẽ là trận đấu giữa Petgogi gặp quyết ham. Như anh em đã biết thì West uh, Ham đã cắn đích ở vị trí 14 trên bảng xếp hạng Premier League mùa 2022-2023. Và thực sự là họ đã thi đấu khá là bê bát trong năm qua khi họ đã được đầu tư khá là nhiều. Và họ cũng chia tay cầu thủ số 1 Dylan Wright. Và đến nay thì uh, như mình thấy thì West Ham vẫn chưa mang lại bất kỳ một cầu thủ nào mới ở hè năm nay. Và họ đang chờ đợi uh, khoản tiền từ cầu thủ ở uh, Ryan này uh, để có thể mua những cầu thủ mới. Bên phía Petkozy thì uh, anh em biết là nó thi đấu ở giải vô địch quốc gia của Australia. Australia anh em nhé. Nói chung là về thông tin thì uh, nó cũng chả có nhiều đâu. Ở trận đấu này thì nó sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ. Về thành tích gần đây thì uh, như anh em thấy ở đây Petcoji nó 5 trận đấu gần nhất nó chỉ thắng được đúng một trận trước Maccato. Còn lại nó hòa 2 và thua 2, thua trước Sydney 4-1 và thua trước Western United với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà luôn. Còn với West Ham thì uh, sau khi thành chức vô địch ở confed cup thì uh, cũng không có gì là là quá đặc biệt về những trận đấu của thằng west ham ở những vòng đấu cuối thì uh, 5 trận đấu gần nhất năm trận đấu gần nhất thì west ham giành được 4 chiến thắng ở trận giao hữu ngày 11 tháng 7 thì nó giành chiến thắng 4-1 ở trận đấu này thì mình uh, tin tưởng vào kèo tài hơn. Mình tin tưởng vào kèo tài hơn anh em ạ. Với cái trận thắng 4-1 này thì uh, khả năng cao trận đấu này nó cũng thắng thằng Pecoji này chắc cũng với tỷ số 3-1 hoặc 4-1. Và anh em để ý nhá. Thực sự là mình có làm mấy video về các trận giao hữu thì những trận đấu mà ở uh, top đầu của Premier League thì anh em để ý là nó chuyên xỉu và khi anh em đi kèo ở cửa trên thì anh em đều thua. Còn với những đội bóng ở lửa dưới của bảng xếp hạng League thì anh em thấy là nó thắng rất sâu. Cho nên là anh em nên lưu ý về trận đấu này. Khả năng cao nó sẽ lỗ tài. Có thể là kèo nó sẽ đưa ra không cao đâu. Mình nghĩ là kèo trận đấu này sẽ là chấp 1.25 cùng lắm là 1.5 thôi. Nhá còn kèo tài hiệp 1 có thể đầu trận sẽ là 1.5 và tài xỉu sẽ là 3.25. 3 hoặc 3. Hỏa. thì anh em cần những mã kèo ở trận đấu này thì hãy liên hệ ngay với mình. Giờ bây giờ thì hiện tại chưa có thì anh em nên liên hệ vào lúc khoảng 17 giờ khi bắt đầu trận đấu hoặc là trước đó 5 đến 10 phút nhá thì lúc đó nó sẽ có những mã kèo ở trận đấu này thì anh em cứ liên hệ với mình qua Zalo hoặc tele thì nhóm Zalo của mình thì uh, nhóm Zalo của mình thì hiện tại là đang vẫn đang chơi uh, đang đầu tư bóng cỏ anh em nhé đang đầu tư bóng cỏ Hiện tại thì anh em uh, đang ném uh, đang ném giải Úc đang đang ném giải Úc anh em nhé kể cả nhóm Tele của mình cũng vậy thì với những anh em nào mà có nhu cầu uh, vào nhóm thì cứ liên hệ với mình hiện tại thì anh em đang chơi rất là máu luôn đây đây là nhóm zalo của mình nhá còn đây là nhóm telegram đây hai nhóm của mình thì anh em nào nếu mà cần vào nhóm zalo hoặc nhóm telegram thì cứ liên hệ ngay với mình để có một nhóm chơi uh, giao lưu kết nối học hỏi cũng như là trên nhóm thì có rất nhiều anh em nên những mạng kèo rất chuẩn rất chuẩn nha anh em ở trên nhóm Tele thì có ông Lâm Tam Cai nên bóng cỏ thì rất là ok. Có trên nhóm Zalo của mình thì rất nhiều anh em luôn, toàn cáo già. Nhóm Zalo của mình thì anh em chơi với nhau 4 năm rồi, 4 năm rồi anh em ạ. Nhá. Thì anh em cần một nhóm chơi để giao lưu cứ liên hệ với mình. Tiếp theo thì mình sẽ thông tin thêm cho anh em về trận đấu giữa Northampton gặp Leicester. Ở trận đấu này thì nó sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ đêm nay. 21 giờ anh em nhá. Thì trận đấu này thực sự là nó khá thu hút uh, sự chú ý của người hâm mộ khi uh, lượng fan hâm mộ của Leicester khá là đông. Northampton uh, thì uh, nó là một đội bóng ở giải hạng hai của bóng đá Anh, trong khi uh, Leicester thì uh, mùa này đã xuống giải hạng nhất. Về phong độ thì như anh em biết là những trận đấu cuối cùng của mùa giải thì uh, Leicester như anh em thấy ở đây 7 trận đấu ở cuối mùa giải ngoại hạng anh Leicester nice hòa đến 4 trận và thua hai trận chỉ thắng được đúng một trận đấu cuối cùng trước quyết ham trận đấu thắng trước quyết ham này là do quyết ham nó giữ người để đá quan phép cấp Leicester nice thực sự là những vòng đấu cuối nó đá phải nói là rất là dở chỉ cần nó có độ một chiến thắng nữa thôi thì nó đã không phải xuống hạng mà không phải xuống hạng đồng nghĩa với việc tài chính sẽ được rất là nhiều xuống hạng nhất thì nhà anh em biết cái uh, thu nhập của một đội hạng nhất không bằng 1 phần 3, 1 4 của một đội cuối bảng của ngoại hạng Anh. Còn với Northampton thì uh, những trận đấu gần nhất thì nó thi đấu cũng khá là ok những trận đấu cuối mùa. 5 trận đấu cuối mùa thì nó thắng 3 trận, thua 1 và hòa 1. Và như anh em biết thì uh, với những con người hiện tại này có thì khả năng những cầu thủ tốt nhất của họ cũng sẽ ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Còn với Northampton thì họ vẫn giữ được chân được những trụ cột anh em nhé. Và trận đấu này thì như trên các trang thống kê thì họ đưa ra tỷ lệ thắng kèo của hai câu lạc bộ là khá tương đồng nhau khi này có tỷ lệ thắng là 52,9% và Not Northampton thì có tỷ lệ thắng là 45,2%. Và với Northampton thì uh, ở uh, tỷ lệ kèo handicap châu Á thì trong 10 trận đấu gần nhất nó thắng tới 7 trận, 7 kèo. Còn bên phía Leicester thì nó thua 7 trên 9 trận vừa qua, tức là thua 7 kèo trên 9 kèo trận handicap kèo châu Á trong 9 trận vừa qua. Và trận đấu này thì như mình thấy thông tin ở đây thì họ đang đưa ra mức kèo chấp 0.75 Hiện tại trên trang thì có thể nó có kèo 0.75 nhưng mà mình nghĩ là ăn khá cao Và sẽ là kèo 0.5 anh em nhé Mình sẽ nghiêng về kèo Leicester thắng ở trận đấu này thôi Nhưng mà còn kèo tài thì cũng phải xem xét Quan trọng là khi trên trang người ta đưa ra mức kèo nó chính xác Thì mình sẽ chốt kèo cho anh em thì anh em cần những mã kèo thì hãy liên hệ ngay với mình nhá rồi video của mình đến đây cũng là khá dài rồi thì những anh em nào mà cần một nhóm chơi giao lưu học hỏi kinh nghiệm thì hãy liên hệ ngay với mình nhóm zalo cũng như là nhóm tele anh em nhá thì uh, hiện tại hai nhóm của mình thì uh, hoạt động rất là sôi nổi rất là vui luôn thì uh, anh em cứ liên hệ với mình mình sẽ đưa anh em vào nhóm chơi còn với những anh em nào đang học đầu tư mà cần uh, Tìm hiểu về cách vào kèo cũng như cách uh, vào tiền. Cũng như là tìm hiểu về cách uh, đọc uh, trận. Mà ốt thầy thế nào đấy thì anh em cứ liên hệ ngay với mình. Mình sẽ hướng dẫn anh em một cách nhiệt tình và chú đáo nhất. Ok, video của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh em.